Tiếp theo phần bài giảng trước thì ở phần này mình sẽ tập trung nói cho các bạn cái cách mà để làm animation của chiếc tai nghe này. Thì thứ nhất ở đây là những cái animation của chữ này. Mình sẽ tua lại chút xíu nha. Đây, chữ bay vào bên trái và bên phải. Bay vào. Bay vào. Đấy. Thứ hai, á là sẽ có một cái chữ nó xuất hiện mờ xuất hiện lên giống như thế này và có cái mũi tên nó đi ra. Đây là cái thứ hai. Cái animation thứ ba mà mình muốn nói tới là những cái đường này đúng không? Nó chỉ vào đây. Đấy, nó chỉ vào đấy. Một một bên một mặt là nó để chữ. Một mặt là nó để chữ, một mặt khác cái điểm khác thì nó chỉ vào đây. Còn cái chuột chuột như thế này thì nó khá là đơn giản, các bạn chỉ đặt đặt key rồi lên xuống thôi, định tiến theo cái này thôi, không có gì khó cả. Nhưng mà cái đó ở phần trước là mình đã nói rồi. Phần này cái này cũng vậy, chỉ cho chữ lên xuống thôi. Cuối cùng là animation của cái tai nghe là nó mở ra xong rồi đưa vào, nó rung 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 rung, và nó cái sợi dây ở đây nó cũng rung 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 luôn. Rồi, ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái chữ chữ mà mình tạo ra ở đây là chữ, giả sử Rapido là tên công ty của mình. Rồi mình tạm thời mình sẽ cho các bạn xem là nó animation kiểu gì nhé. Thứ nhất, lên xuống lên xuống lên xuống, nó qua trái qua phải và nó hơi lượn sóng với các bạn đấy. Để làm được cái điều này mình tạm thời mình xóa cái này đi. Thì các bạn đầu tiên chỉ cần tạo ra một cái test rất là đơn giản thôi. Cho các bạn vào phần save, các bạn tạo có cái chữ test ở đây. Đấy, có một cái chữ test ở đây, xong là các bạn có việc đổi tên thôi. Ví dụ như thế này. Đấy. Rồi, sau khi mà các bạn đổi tên rồi á, sau khi các bạn đổi tên rồi các bạn chút nó lên một chút xíu cho nó cái hình, để hình thù coi như là 3D một chút xíu nè. Đấy, cho 3D một chút xíu. Rồi. Rồi, tiếp theo. Ở đây các bạn làm animation cơ bản cho nó. Cái qua trái, cái qua phải xong cái đi lui vào. Ví dụ như ở đây là khoảng 20 frame đi. 20 frame. 20 frame quan phải đâu, phải bật auto key đã, phải bật auto key để ghi lại các thay đổi quan phải. Rồi cuối cùng thì 20 frame tiếp theo là frame thứ 40, các bạn chọn cái key này, nhấn shift giữ kéo qua 40, tức là nó sẽ quay về vị trí ban đầu thôi. Rồi ok, như thế này phải không nhỉ? Rồi tạm thời như vậy đi. Rồi ở đây á, khi mà nó ra thì nó sẽ hơi hơi nghiêng qua bên bên trái một chút xíu đúng không? Để có cái hiệu ứng đấy, các bạn sẽ sử dụng cái modify FD. Ở đây mình sử dụng là 2 x 2 x 2 thôi cho nó đơn giản thôi. Các bạn cũng có thể sử dụng 3 x 3, 4 x 4, tùy các bạn. Ở đây mình giới thiệu, mình sẽ chỉ nói 2 x 2 cho đơn giản thôi. Mình bật auto key lên. Rồi. Các bạn ấn vào phím mũi tên, sau đó các bạn nhấn vào control point.
Đấy, phần chung point. Rồi. Ở frame thứ 20, các bạn cho cái này nó nghiêng qua đây chút xíu. Rồi. Ở frame thứ 40, frame thứ mình xin lỗi là frame thứ 15 đi các bạn. Thứ 10 đi. Thứ 10 nó nghiêng qua bên này. Nó mới bắt đầu khởi tạo mà. Để cho nó đấy, nó một cái có một cái chậm, một cái bước nó chậm một chút xíu. Đấy. Thì ở frame thứ 30 nó mới nghiêng qua bên này. Đấy, bây giờ thì rồi. Đấy, nó đã có cái hiệu ứng là như là cái ở phần trên nó chậm hơn ở phần dưới, thì nó chậm hơn đó, tức là nó đi sau. Đấy, nó đi sau. Mình các bạn phải tưởng tượng ra cái animation của nó như thế nào nhé, thì mấy các bạn mới có thể làm keyframe được. Có nghĩa là nó phải mất 10 frame ở đây, 10 frame ở đây để nó giữ cái trạng thái ban đầu ở cái trục X này ở đây này. Có nghĩa là nó chưa có đi kịp á. Đấy, nó chưa có đi kịp, nó phải đi sau. Đấy, qua bên này á thì nó khi mà cái phần ở dưới á nó di chuyển á thì nó lại phải mất 10 frame nữa để nó bắt kịp, để nó bắt kịp cái chuyển động ở bên dưới. Đấy, ví dụ như ở đây. Rồi bây giờ chúng ta quét chọn hai cái key này, sau đó chúng ta nhấn shift giữ và copy, copy ra bên này như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem cái animation của chúng ta nhé. Rồi, ở cuối cái animation này nó không được thẳng lắm, trong khi ở đây nó thẳng. Thì cũng đơn giản thôi, các bạn chọn snap. Chúng ta sẽ kiểm tra rồi, vertex, kiểm tra bằng cách nhấn chuột phải ở đây nhé. Rồi, chúng ta sẽ nó không được snap rồi. Rồi, phải chỉnh tay vậy. Rồi ở đây snap. Đây snap ở đây. Rồi. Ok. Rồi, sau khi mà các bạn làm xong, chúng ta sẽ kiểm tra cái animation của chúng ta nhé. Di chuyển. Rồi, di chuyển. Đấy, thì đây là một cái animation rất là đơn đơn giản thôi các bạn, rất là cơ bản. Rồi, đó là cách để sử dụng animation ở trong FFD. Thì chúng ta đã nói về phần control point. Rồi, tạm thời chỉ có như vậy thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ xem lại cái animation mà giới thiệu cái đoạn mà 2, mấy cm đấy, 2,7 cm. Đấy, mình sẽ thua lại, nó từ từ nó xuất hiện ra, từ từ nó xuất hiện ra và nó di chuyển cái mũi tên ra. Thì ở đây á thì cái chữ ở trên mình sẽ không nói nữa, mình chỉ nói về cái phần mũi tên ở đây và cái cách mà nó từ từ nó xuất hiện ra. Đầu tiên là làm sao để tạo ra được cái mũi tên này. Cái thứ nhất là các bạn lấy cái đường line ở đây, bạn ngồi vẽ đấy, cứ ngồi vẽ nó khi nào nó ra cái mũi tên thì thôi đấy, đo canh hay thế nào đấy. Có một cách nữa đó, nếu bạn làm vào test đây, ví dụ như chữ này đi đấy, thì trên bàn phím của các bạn thì chẳng có cái mũi tên nào cả. Thế làm sao để tạo ra được cái mũi tên này? Thì mình sẽ có một cái bí mật mà những ai mà là hay đi đã từng xài Yahoo mà blog hồi xưa ấy, thế hệ coi như là trước cả Facebook ấy, đó, mà hay xài những cái ký tự gọi là ký hiệu
những cái mã antennas. Thì cái mã antennas đó có nghĩa là như thế nào, mình sẽ nói cho các bạn luôn là nó gọi là antennas corp. Các bạn chỉ có việc là lên trên Google, các bạn gõ antennas corp, ngay từ cái từ khóa đầu tiên ở cái trang antennascot.net các bạn vào nó, thì đây antennascot.net thì có rất là nhiều các ký tự antenna, ví dụ như cái của mình xài là cái 29, thì để ấn được cái số 29 này rất đơn giản nữa các bạn. Các bạn chỉ cần giữ phím antenna, giữ vào nó, sau đó các bạn gõ số mà các bạn tìm thấy ở trong cái bảng vừa rồi, như là số 29 29. Các bạn thả antenna ra, ngay lập tức các bạn có cái mũi tên này ngay lập tức luôn. Y chang luôn, đấy, thấy không? Tất nhiên là nó không y chang lắm, thì đây là cái icon thôi. Còn cái đúng của nó là cái này. Đấy, để tạo ra được là như vậy thôi. Đấy. Rồi. Thì trong đây làm sao để coi như là cái object này nó xuất hiện. Đấy, như các bạn thấy không? Mình tắt F4 đi. Các bạn sẽ thấy này, nó từ từ nó xuất hiện này. Đấy, xong rồi nó dài ra. Bằng cách nào? Bây giờ đầu tiên mình sẽ add nó. Add nó. Add chút đây. Ra có một cái có một cái khối ở đây, đã hình thành một cái khối rồi. Ok, bây giờ mình sẽ edit poly nó để làm animation, đúng không? Để làm được animation của cái này á, thì các bạn ở trong đây á, bạn phải nhấn vào cái anime chứ không có nhấn vào model. Nếu các bạn để model thì các bạn sẽ không có animation được cái đây, bằng cách là nhấn vào cái vertex này này. Đấy. Giả sử như bây giờ mình bật auto key lên nhé. Bật auto key lên, mình kéo đến cái frame coi như là cái frame 30 đi. Thì khi mà mình kéo cái con chuột đây nè, ra đây nè, thấy không? Các bạn thấy nó chẳng có cái key nào ở đây cả. Đấy, mình quay ngược về nó cũng không có. Đấy. Thì để có được cái key ở đây á, để tạo được key á, các bạn phải nhấn vào animation, anime. Thì khi mà các bạn kéo á, thả ra nè, đấy, thì nó có mới có cái key ở đây thì các bạn mới có thể làm animation. Các bạn chú ý ở cái điểm này nhé, hết sức chú ý nhé. Rồi bây giờ mình cancel nó, làm lại chút xíu, khoảng 100 frame đi. Rồi ra ngoài như thế này. Rồi xong một cái animation, thời gian bao nhiêu á là do các bạn canh nên này đó, tùy các bạn thôi. Rồi 100. Thế rồi bây giờ làm sao cho cái này nó từ không có gì trở thành có gì, có nghĩa là từ không mà trở thành có. Cách thứ nhất mình tạm thời mình copy nó ra ra một cái object khác. Cách thứ nhất là các bạn vào trong tự nhiên nó à quên 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 tắt auto key, quên tắt. Rồi mình copy nó ra một cái object, copy, mình sẽ nhấn chuột phải vào màn hình viewport khi mà đang đang chọn nhé, đang chọn object, nhấn chuột phải, các bạn chọn object property. Rồi ở trong cái phần rendering control thì các bạn để cái chế độ này bởi by offset, các bạn thấy cái chữ là visibility không, tức là khả năng hiển thị á, các bạn đưa nó về không, ok, nó sẽ không có xuất hiện ra cho bạn nữa. Đấy không? Đây là một cái vật vô hình, các bạn phải ngồi tìm nó, mò nó như khi nào mà thấy thì thôi, bởi vì nó vô hình. Rồi bây giờ mình bật auto key lên đến frame thứ 100, đến frame thứ 100 mình nhấn object property, sau đó rồi mình nâng con số này lên một, một tức là có, không tức là không có. Ok, rồi bây giờ
Các bạn thấy không? Cái animation của mình này, từ không trở thành có. Mình nhấn ra ngoài nhé, từ không trở thành có, từ không trở thành có. Nhưng mà đây không phải là cái cách mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn. Tại vì cái lý do là một người làm animation đó sẽ phải quản lý cái file mà mình làm animation. Và đây không phải là cách để cho các bạn quản lý. Và mình chỉ nói cho các bạn hiểu là nó làm được là bởi vì cái visible ấy từ 0 trở thành 1 thôi. Để làm được cái animation đấy thì ở đây như các bạn thấy mình chọn cái cũ này, nó sẽ có một cái modifier tên là attribute holder. Còn cái chữ visibility này là mình rename nó, mình đặt thêm vào thôi. Cái tên gốc của nó là attribute holder. Rồi. Bây giờ mình sẽ vào attribute holder. Attribute holder là cái gì? Ở đây mình tắt auto key đi. Mình vào attribute holder, cái modify thêm nó vào. Lúc nào nó chẳng có cái gì ở đây hết á. Rồi, nó giống như một cái không gian để cho các bạn lập trình đúng nghĩa lập trình, nhưng mà các bạn đừng có nghĩ là lập trình là cao siêu. Không có gì, không có một cái dòng code nào ở đây cả. Đầu tiên các bạn vào animation. Các bạn chọn parameter editor. Chính tắt là alternate 1. Rồi. Ở trong cái bảng parameter này nó là có cái gì? Rất là nhiều thứ làm cho các bạn có thể hoa mắt. Kệ nó đi. Rồi, đầu tiên hãy chú ý đến con chuột ở đây mà mình giữ phần UI type. Ở đây đó là user interface giao diện. Mình sẽ đặt nó là visibility, visibility khả năng hiển thị. Ok, mình sẽ để nó ở dạng là spinner. Spinner là những cái mũi tên lên xuống á, còn slider sẽ là những cái thanh trượt như thế này, gọi là slider. Thì mình sẽ để là spinner và nó dễ, là dễ với mình thôi, tại vì mình quen rồi. Rồi, những con số này mặc định, những con số này cũng vậy, mặc định từ 0 đến 100. À, con số này thì không có mặc định nhé, cái này là do bạn nhé. Các bạn muốn nó từ bao nhiêu đến bao nhiêu các bạn gõ vào đây nhé. Cái này mình không có nói là mặc định nhé. Còn cái mặc định default ở đây á là không á, thì giá trị đầu tiên á là không, tức là bà là visibility là bằng không, đúng rồi, là bằng không. Sau đó thì nó sẽ bằng 100%, tức là bằng 1. Ok, rồi center right left, những cái align ở đây á các bạn, đối với ở đây nó sẽ có cái biểu hiện ở đây này, tức là right là nó giống như canh lề vậy, nó sẽ ở bên này, center nằm đây, left nằm đây. Thôi thì mình cứ để center mặc định nó, rồi coi như tất cả đều là mặc định hết. Add nó. Rồi, sau khi add thêm vào nó sẽ có một cái custom attribute. Còn cái này á các bạn tạm thời các bạn hạ nó xuống đi, cái này đừng quan tâm đến nó là gì. Rồi, visibility lên xuống coi, tắt 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 cái bảng này đi. Không có gì hết. Rồi, ở đây nó cho phép mình là tối đa là 100, dưới là không, coi như là từ 0 đến 100%. Hiện tại không có gì hết cho mình lập trình. Bây giờ mình giả sử mình kéo lên 100 mà mình muốn con số attribute, cái con số visibility của object đó thay đổi, thì đầu tiên mình sẽ đưa cái object này, object property by layer thành by object bằng không. Rồi, hãy chú ý khi các bạn đưa nó về bằng không rồi á, thì mình xin lỗi, cứ để nó bằng một trước đã. Rồi, các bạn nhấn vào chuột phải khi mà các bạn chọn object này. Các bạn chọn by parameter, nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng, nó sẽ hỏi chúng ta là sử dụng modify nào hoặc là transform ở dạng
di chuyển, xoay hay scale. Thì ở đây á, các bạn chọn là cái attribute holder mà các bạn vừa mới tạo ra nè, attribute holder nè, đấy, visibility nè, tương ứng nè, nhớ nhé, modify là cái này này, rồi nó nhắc lại nè, attribute holder, custom attribute holder và visibility, rồi chọn nó sẽ cái đường, có sẽ được cái một cái đường đứt quãng, thì các bạn chọn vào chính nó luôn, chọn vào chính nó nhé, rồi nó sẽ xuất hiện một cái visibility ở đây, giống như hồi nãy nó cũng có đó, bạn chọn nó. Rồi, trong đây visibility các bạn để chọn phần coi như là điều khiển hai chiều hay điều khiển một chiều. Ở đây á, là cái mà mình điều khiển một chiều á, là cái này đây, nó sẽ điều khiển cái visibility ở đây. Còn nếu mà mình điều khiển hai chiều á, là mình vừa điều khiển ở đây, cái bên trong nó thay đổi. Và nếu mà mình vào bên trong cái object property hồi nãy á, object property ở đây nè, mà mình điều chỉnh ở đây á, thì ở trong này nó cũng sẽ thay đổi theo. Thì nếu như các bạn muốn như vậy thì các bạn để hai chiều, nhấn vào hai chiều, nhấn vào. Rồi, sau khi mà các bạn nhấn vào á, thì theo kinh nghiệm của mình á, những con số này là những con số thực, thì các bạn nên chia thành 100, nó sẽ là 100% á. Đây kinh nghiệm thôi các bạn. Còn về mặt toán học á, thì nó hơi rườm rà một chút xíu. Thì mình sẽ chia 100, mình connect nó. Ok, sau khi connect xong á, thì như các bạn thấy là ngay lập tức con số này nó trở về coi như bằng không, visibility bằng không, tương ứng với visibility ở đây. Rồi, tạm thời mình tắt cái bảng này đi. Bây giờ mình nâng con số này lên. Như các bạn thấy, khi mà mình nâng nó lên đến 100% nè. Thấy không? Khi mà mình nâng nó lên thành 100% thì con số này nó sẽ đưa về 1. Giả sử như bây giờ mình đưa về khoảng 94,7 xem. Đấy, 94,7. Mình vào Object Property. Ở đây nó sẽ là 0,947. Tương ứng với đây. Đó là lý do mà tại sao mình lại phải chia 100 là như vậy á. Tại vì con số này nó là 1, trong khi con số này là 100. Đấy. Thì chia 100 nên nó dễ thôi, không có gì đâu. Đấy, bây giờ mình thay đổi con số này lên 1 đi, mình ok. Con số này VCB nó là 1. Cũng không đúng lắm. Ok nó đi. Rồi. Thì nó cũng là chỉnh hai chiều thôi, nhưng mà chắc có một cái lỗi gì đấy mà mình quên quên mất. Quên mất rồi. Ok nó đi. Rồi. Bây giờ thì đó là cái cách mà các bạn coi như điều khiển. Rồi sau này á, sau này nếu mà các bạn làm animation mà phức tạp á, các bạn sẽ phải làm một cái bảng coi như là trong đó có những cái ký tự, ví dụ như điều khiển vật A, điều khiển vật B, vật C, và đưa cái bảng nó vào một cái camera. Đấy. Giống như là cái bài vừa rồi á, cái bài vừa rồi mà mình quên, không phải quên mà là cũng chưa kịp nói cái tính năng này. Đây, để mình bật cái file hồi nãy lên, cái bài giảng vừa trước trước nó. Phần camera plan đây đây này, có nghĩa là ở đây mình sẽ nói luôn là tại sao lại có thể camera ở đây á, nó có thể di chuyển. Nhớ, camera di chuyển thoải mái luôn, nhưng mà cái chữ ở đây nó không thay đổi, là lý do là mấy cái chữ này nè, nó cũng chỉ là test thôi, là cái dạng văn bản thôi, test thôi, mình gõ vào thôi, không có gì. Nhưng mà để làm được điều này á thì các bạn phải, ví dụ như mình copy ra nhé, copy cái này qua đây. Ok. Rồi. Đấy, ở cam này, copy ra đây. Thì khi cái cam này mà nó di chuyển á, bây giờ mình unlink nó.
thực ra là mình link nữa thôi chứ chẳng có gì đâu. Ban đầu á mình sẽ xoay cái trục này về không 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 hết đấy, thì ban đầu á mình align nó, trước tiên là mình align nó ở đây, nhấn Alt+A A ở đây, nhớ bật các chế độ xoay lên X, Y, Z cho nó xoay đúng vào cái camera đấy, như các bạn thấy nó vuông góc với cái camera này này. Sau đó các bạn di chuyển nó ra như thế này, rồi kéo nó qua một bên, nhớ là để chế độ coi như là mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình phải để local mới đúng, hoặc là các bạn vào đây để local, hoặc là các bạn dùng dùng alternate chuột phải để chọn local nhé. Local thì thiên nhiên tin nhảy như thế này nó mới đúng đấy. Rồi đây ví dụ như thế này, thì sau khi mà các bạn tạo ra cái bảng này, các bạn link nó lại, link vào cái camera, thì khi mà cái camera nó di chuyển á thì cái bảng nó di chuyển theo đấy, như thế này không thay đổi. Thì sau đó các bạn sử dụng một cái gọi là attribute holder giống hồi nãy, attribute holder, nếu mà cái animation trong cái file bạn làm mà nó quá nhiều đi thì các bạn phải làm một dãy các lập trình của các bạn, rất nhiều cái lập trình của bạn điều khiển cái gì cái gì cái gì, nó nằm trong một cái camera tên là camera điều khiển, và tất cả những cái nút điều khiển của bạn nó sẽ chằng chịt ở trên này này đấy. Để làm animation nó là nó sẽ cực cực cái chỗ đó đó, các bạn phải quản lý chứ không phải là cái cách bạn làm. Cái cách bạn làm nó cực kỳ đơn giản luôn, sau khi các bạn học cái khóa học animation xong của mình xong là các bạn sẽ thấy ôi sao cái animation nào nó cũng đơn giản hết, nhưng mà nó khó là khó cái quản lý thôi. Rồi bây giờ mình quay lại cái này, rồi bây giờ mình sẽ đặt key cho nó nhé, từ 0 đến 100 thì đặt key bằng auto key thôi, bằng 0 rồi lên đây 100 100 xong tắt auto key đi. Rồi bây giờ xem như chúng ta thấy, thực ra thì cả hai cái này là như nhau thôi, nhưng mà cái này á các bạn không quản lý được, còn cái này các bạn quản lý được đấy, vậy thôi, quản lý được nè. Thì để bật cái bảng parameter, cái bảng Y parameter hồi nãy á, thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn tích chuột phải vào đây, đúng không? Sau đó là các bạn chọn cái show in parameter y dialog đây, thì nó thể hiện cho các bạn thấy một cái file parameter y chang luôn. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái ống nhòm thế này để tìm, thì nó sẽ tìm đúng vào cái vị trí mà các bạn cần tìm, tự động thôi các bạn. Đây visibility chia 100 y chang hồi nãy luôn, không khác gì hết. Cách thứ hai là các bạn vào schematic view, đây schematic view là cái bảng coi như là để cho các bạn cũng là quản lý object luôn, nhưng mà giờ quản lý cấp object cao cấp hơn là nó thể hiện trên một cái nền bảng giống như là một cái danh sách vậy á. Nó sẽ còn nó còn hơn cả cái skin explorer nữa cơ. Thì ở đây á, nó sẽ có một cái mục là cái mục gọi là controller, thì các bạn tích vào controller các bạn sẽ thấy có rất là nhiều cái controller ở đây. Thì cái mình là test 004 phải không ạ, test 004 thì bây giờ mình sẽ phải tìm cái test 004 đó. Test mình nhấn chữ test, nó có hiểu không ta, test 004 thì như cái này không phải để tìm, ok để tìm, ví dụ như mình biết là nó nằm ở đây rồi, mình biết là nó nằm ở đây rồi, và mình sẽ ấn vào cái đây double click lên, đúng không? Thì nó cũng nằm ở đây thôi,
Ý của mình là giả sử như file của bạn nhiều quá, các bạn muốn tìm á thì các bạn phải đặt tên nó. Rồi, đặt tên nó xong đó các bạn vào Scene Explorer ở đây. Scene Explorer. Đấy. Rồi các bạn vào phần layer, các bạn xổ xuống, các bạn sẽ phải nhớ cái tên của nó là nhớ đặt tên nhé. Cái này là bài giảng mình để mặc định thôi. Đấy, sau khi mình ấn vào đây nè, mình ấn lại nhé, cái này nó sẽ màu trắng nè. Ấn vào đây. Rồi ở trong này giả sử nó ở đâu đó, các bạn chỉ cần nhấn Z. Đấy, nhấn phím Z nó sẽ đưa về cái vật thể của các bạn. Ở đây nó có khá là nhiều cái controller transform này mặc định rồi, cái nào cũng có. Còn cái float y hồi nãy á chính là cái parameter hồi nãy đó. Y parameter double click lên là được thôi. Ok. Xong. Mình đã giới thiệu cho các bạn xong cái phần mà làm cái animation ở đây, rất là đơn giản thôi các bạn. Không có gì phức tạp cả. Tiếp theo là cái hiệu ứng, cái đường này nè. Đây, cái đường này làm sao để làm được cái animation này thì đầu tiên á thì cũng giống như là cái này thôi, các bạn cũng vẽ một cái line ra. Rồi line nó vào cái camera xong rồi kéo nó ra xa cái camera một chút xíu. Rồi rồi bắt đầu link nó lại, liên kết nó lại đối với camera. Rồi làm animation về nó. Đây cái cách mà mình làm animation khá là đơn giản. Tại vì trong cái mục line này thì nó cho phép các bạn làm animation luôn. Điều đặc biệt của các đường shape ở đây á, cái mặc định sẵn ở đây là nó cho phép các bạn làm animation trên các vertex luôn. Ở đây á, mình làm animation trên cái vertex này, mình quét chọn cái vertex này. Mình sẽ tạm thời xóa key ở đây đi nhé. Bật auto key lên lại. Mình di chuyển đến frame thứ 100. Mình kéo nó vào đây. Đấy. Thì sau khi mà mình nhấn play, các bạn thấy cái điểm này nó cũng được di chuyển theo luôn. Thì các bạn có thể kiểm tra nó ở trong cái bảng đồ thị Curve Editor bằng cách nhấp chuột phải vào màn hình, chọn Curve Editor đây, hoặc lên đây ấn Curve Editor cũng được. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nằm ở đây nè. Đây, cái thứ hai Curve Editor. Rồi nó sẽ xuất hiện cái bảng Curve Editor cho chúng ta ở đây và nó chẳng có cái gì hết. Các bạn phải phải vào cái phần mà Modify Object ở đây này, xổ nó ra. Trong cái phần mà Line á, xổ nó ra. Cái phần Master, xổ tiếp nó ra. Thì nó có một cái van cái spline một ở đây và tên cái vertex mình chọn là vertex 2, đúng không nào? Spline 1, vertex 2 selected, chính xác là nó đó. Rồi ở đây nếu như mà cái khung nhìn của các bạn mà nó hơi xa chút xíu mà nó không có cái key mà nó hiện ở đây á, thì các bạn vào cái phần, nếu mà các bạn không biết cái bảng này á, thì nó tên là Navigation Track View, bằng cách nhấn chuột phải vào đây, chọn Show Toolbar Navigation Track View. Navigation Track View đây, nó sẽ bật lên cho bạn. Rồi các bạn chỉ cần nhấn vào đây, nhấn vào cái biểu tượng hai cái ô vuông ở đây này, tự động nó zoom tới cho bạn. Rồi thì đây là cái đường đồ thị của các bạn về cái điểm animation của các bạn ở đây. Các bạn có thể sửa nó, ví dụ như mình kéo tới đây đây chẳng hạn. Đấy, mình sửa nó đấy, thấy không? Mình sửa trên này nó, trên này nó cũng sửa luôn. Rồi trong motion path thì sao, hình như motion path nó không có thì phải. Thôi thì chắc có lẽ là phiên bản này nó chưa có được, mình nghĩ là nó cần phải cải tiến hơn.
mỗi phiên bản Max nó đều ra, nó đều có những cái thiếu sót nên mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà nó thay đổi cái motion path ở trong cái camera là cũng đã một cái cải tiến coi như là đáng ngưỡng mộ rồi. Rồi. Thì nói chung là ở đây không sử dụng được motion path thì các bạn buộc phải coi như chỉnh sửa ở trong curve editor. Rồi, đến đây tạm thời mình tắt auto key đi. Mình sẽ nói đến các bạn cái phần tiếp theo là cái phần tai nghe. Để làm sao mà cái tai nghe này nó uốn ra như thế này được. Đúng không? Nó uốn ra xong rồi nó dập vô, dập vô, dập vô, dập vô. Thì cũng khá là đơn giản thôi các bạn. Thực tế là cái tai nghe này được sử dụng cái modify band. Thì như là cái phần tai nghe trước á, mình cũng cho các bạn xem á, là nó được làm thẳng trước tiên, sau đó nó mới làm bend để nó cong. Thì cong của nó thì nó cũng sử dụng limit thôi các bạn. Đó, nó cũng sử dụng limit thôi nè. Limit thôi. Thì cái angle này là chẳng qua là mình làm animation về nó thôi. Đúng không? Mình tăng cái độ này lên. Nói chung là thay đổi cái con số này. Xong mà từng mỗi cái frame ở đây á, mình đặt key nó và mình thay đổi cái góc của nó làm sao cho nó càng ngày nó càng sát lại với nhau. Sát ở đây là cái biên độ các bạn. Lúc đầu biên độ nó nằm ở đây đúng không nào? Sau đó mình cái biên độ mình kéo ra nó nằm ở đây. Và sau khi thả ra thì bắt đầu nó hơi nó bắt đầu nó thay đổi biên độ là càng ngày nó càng thu về. Đấy, càng ngày nó càng thu về. Vậy thôi. Vậy thì animation ở đây nó khá đơn giản phải không các bạn? Nó chỉ là chỉnh sửa các spinner ở đây thôi. Thì đấy, thì nó chỉ có như vậy thôi, mình không có nói gì nhiều hết. Đây là cái phần mà cuối cùng. Phần này tưởng đơn giản nhưng mà khó, phức tạp đấy. Mình sẽ nhấn chữ G để tắt cái đường lưới này đi. Thì nhìn nó hơi rối. Ở đây có cái chữ là overlap. Thì để hiểu được cái chữ overlap này, đây là một cái danh từ riêng dành cho animation. Nên các bạn đừng dịch mà các bạn phải hiểu nó như thế này. Overlap trong animation có nghĩa là sự trễ của vật thể đằng sau so với vật thể đứng trước nó. Ví dụ như trong trường hợp này mình nhấn play. Thì các bạn có thể thấy là cái gốc của cái sợi dây này á nó nằm ở đây này. Cái thứ hai là tiếp tục 3 4 5 6. Đấy. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Thì cái độ trễ ở đây mình sẽ dừng lại chút xíu. Khi mà cái khúc đầu tiên á nó bắt đầu qua bên phải thì cái khúc thứ hai á nó mới bắt đầu rượt theo. Các bạn thấy không? Bắt đầu rượt theo nè. Bây giờ mình sẽ làm mình sẽ vào phần system chọn bond. Rồi, mình tạm thời mình làm đơn giản thế này thôi. Rồi. Mình sẽ làm animation cơ bản về cái này. N bật auto key lên. Bạn đã ban đầu cho nó xoay thế này đi, 20 độ đi, bật N. Nó qua đây. 40 độ. Rồi. Ok. 10. 10. Mà thôi cũng không cần đâu. Mình vào Curve Editor. Curve Editor. À đây, mình vừa mới bật xong. Rồi, Object Spawn. Ở trong này á, khi các bạn chọn nó quét thế này á, ok. Thì các bạn vào trong phần phần ba cái trục ở đây á, cái trục xoay này. Các bạn nhấn vào Parameter Curve Out Frame Type hoặc
Nếu các bạn khó nhìn quá thì các bạn có thể vào Edit Controller, Out Rank Type. Ok, thì các bạn nhấn vào đây, nó sẽ hỏi các bạn là có muốn làm cái gì với cái đồ thị đấy không. Mình chọn Look, mình chọn Look, thì ok. Thì các bạn thấy là cái đường này nó sẽ tiếp tục di chuyển, đúng không? Đến vô cực luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ không phải đặt key lại từ đầu, không phải đặt key tiếp nữa mà nó vẫn di chuyển. Nhưng mình bây giờ mình giả sử như mình nhấn play, thì các bạn thấy ở đây nhá, cái thứ hai này nè, so với cái thứ nhất, cái khúc thứ hai so với cái thứ nhất là nó không có thể nó di chuyển gì luôn, nó không có thể nó, nói chung là nó cứng đơ ấy. Thì ở cái animation này á, mình cho các bạn xem á, thì cái khúc thứ hai này á có vẻ như nó đi sau, đúng không ạ? Đấy, có nghĩa là đáng lý ra là nó phải nằm ở đây nè. Đấy, khi mà nó đang bẻ từ trái sang phải thì đáng lý ra nó phải nằm ở đây, đúng không? Nhưng mà do cái quán tính nó giữ lại, đúng thật là do cái quán tính ban đầu nó giữ lại nên nó mới đi chậm như vậy. Đấy, thì khi mà cái con này nó lên đến đây nè, đó, cái thứ nhất là nó chạm tới cái ngưỡng cao nhất của nó, thì thằng này nó mới bắt kịp, xong rồi nó phải kéo theo một cái đoạn, cái thằng này nó cái đoạn thứ nhất á, nó đi được đến một nửa đoạn đường rồi, nó đi được đến một nửa đoạn đường rồi, thì thằng này nó mới bắt đầu coi như là bị kéo theo, nó bị chậm. Đấy, bị chậm đi. Thì tương tự giống như là những cái animation ở dưới này. Đây, những cái animation ở dưới này thì nó cũng bị kéo theo giống như vậy luôn. Rồi. Thì đấy là một cái ví dụ cho các bạn. Thì sau này á thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến một cái strip, là một cái mà chúng ta gọi là script ở đây nè, mask script đây, thì các bạn sẽ làm cái này nó dễ hơn, nó không có phức tạp đâu. Thì ở đây á, mình sẽ nhấn vào cái đồ thị ở đây cho các bạn xem là mình làm bằng tay thôi. Đây, đấy, làm bằng tay thôi. Rồi ở đây á, cái đồ thị các bạn thấy à, nó lệch đi nè, các bạn thấy không, so với hai cái này. Đấy, thì nó chậm hơn. Đến hai cái này cũng vậy. Đấy, mỗi cái nó đều chậm hơn. Đấy. Những cái đồ thị đến cái cuối này thì nó còn không 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 còn chậm nữa. Rồi. Thì tạm thời mình xóa 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 này đi. Xóa này đi. Mình nói chỉ ví dụ cho các bạn thôi. Đến cái overlap mà dành cho cái sợi dây của mình á, sợi dây này nè, thì mình do mình đã hiểu được cái, mình đã hướng dẫn các bạn để các bạn hiểu được cái overlap nghĩa là gì rồi, thì các bạn chỉ cần làm thực hành những cái tương tự như vậy thôi, tức là cái sau nó sẽ đi chậm hơn cái trước. Trong đây á, những cái animation của cái line này nè, các bạn có thể sử dụng sweep để coi như là cái modify sweep á, như bài trước mình nói á. Bây giờ mình nói luôn đi, mình sẽ sử dụng modify sweep nè. Đấy, chọn cái cylinder ở đây rồi, thì nó sẽ có một cái cylinder ở đây, các bạn có thể tăng cái đường bán kính của nó lên. Đấy, thì bây giờ mình sẽ để cái dạng này làm animation trước. Ở đây các bạn có thể thấy là cái line này nó có khá nhiều key. Thì cho dù các bạn có làm từng key đi chăng nữa thì trên này nó cũng chỉ thể hiện cho các bạn tất cả các key của cái line. À, những cái vertex, những cái key này là key chung cho dù các bạn làm animation cái vertex này hay là cái vertex này thì nó cũng là key chung, rất khó quản lý các bạn. Rất khó quản lý, nhưng mà tại vì mình muốn dạy cái bài này là để cho các bạn thấy là kể cả live cũng có thể làm được animation mà. Đấy,
À, thì các bạn có thể vào trong đây, các bạn vào phần Object, các bạn vào phần Master, thì các bạn có thể thấy là mình có bốn cái vertex làm animation ở đây. Đây, bốn cái vertex làm animation. Và mỗi cái nó đều có cái đồ thị riêng của nó. Thì thực ra đồ thị riêng nói vậy thôi, chứ thực ra là ban đầu thì cái vertex này nó ra ngoài này, thấy không, nó chạm bên này là cái tai nghe nó mở ra đó, sau đó thì nó thu về thôi, nó thu về đến đây á, nó thu về đến đây á, thì cái vertex này nè nó mới bắt đầu đi theo. Nó giống như là cái trường hợp của cái đuôi này nè, nó bắt đầu đi theo, nó đi chưa kịp các bạn, nó đi chưa kịp đó, nó đi chưa kịp, trong khi thằng ở trên nó đi rất nhanh, thằng ở dưới nó đi chưa kịp. Và do cái dây này nó là cao su, nó đàn hồi, mình thì làm quá lên một chút xíu thôi để cho các bạn coi như là nhìn cho nó dễ thôi, chứ làm đúng thì thực tế chẳng có cái tai nghe nào mà nó cao su cả, thì mình chỉ làm nó hơi quá lên thôi. Đấy, thì các bạn thấy đấy, nó bắt đầu những cái dưới thì do nó bị giữ lại, trùng lại, nó không có căng như vậy đâu. Đấy, thì ý nghĩa của overlap nó là như thế này. Thì trong animation sau này các bạn sẽ sử dụng overlap hầu như trong các animation là trên đến 70%. Nó nói đúng hơn là trên một nửa đi, chứ nói 70 thì nó cũng không con số chính xác quá. Nói chung là hơn một nửa animation trong tất cả những dự án phim của các bạn sau này hầu như sử dụng overlap rất nhiều. Ví dụ nhé, tóc bay trong gió, lá cây rơi. Ừ, đấy, khăn mà bay trong gió, ví dụ vậy, quần áo cũng vậy. Tất nhiên là sau này sẽ có những cái phần mềm mà chuyên để làm quần áo rồi, nhưng mà mình đang nói là nếu như các bạn nào mà làm animation mà trong game á thì sẽ không có sử dụng những phần mềm đó, tại game á thì nó yêu cầu phải nhẹ. Còn phim á là các bạn làm vô giới hạn luôn, cho đến khi nào mà máy không làm được nữa thì thôi. Còn game á là các bạn phải giới hạn nó lại, có nghĩa là giới hạn phần cứng á. Ừ, thì ở đây mình muốn nói là overlap nó rất là phổ biến, cái khái niệm này rất là phổ biến. Thì các bạn hãy kể từ cái bài giảng này, các bạn hãy luyện tập, và đặc biệt á là mình sẽ cho các bạn một cái bài tập luôn. Đó chính là các bạn hãy tự làm một con rắn. Ừ, một con rắn nhá. Nó bò từ khoảng 2 mét thôi. Rồi các bạn hãy tiếp tục những cái bài tiếp theo. Thì cái phần mà animation của cái tai nghe thì đến đây là không còn gì nữa rồi, nó chỉ đơn giản thế này thôi. Thì đấy, rồi mình sẽ tắt này đi. Thì đấy là cái bài tập cho các bạn sau sau khi cái khóa học này nó kết thúc. Đấy, nhớ nhá, làm con rắn nhá. Thì nó cũng overlap giống vậy thôi. Thì còn về cái script hồi nãy mà mình nói tới các bạn á, cái script á nó tên là Spring Magic. Mask script mình đây. Spring Magic. Đây. Mình sẽ kéo và thả cái script này vào trong đây. Sau đó nó sẽ xuất hiện với mình cái hộp thoại này. Rồi, để tìm được cái script này rất đơn giản các bạn. Các bạn vào trang Scriptport. Đây. Rồi, các bạn gõ vào Spring thôi, được rồi, là nó sẽ xuất hiện cái Spring Magic cho các bạn. Đây, Spring Magic đây, các bạn tải về, thấy không? Các bạn tải về. Sau khi các bạn tải về xong á, các bạn cầm kéo thả giống như mình vậy á, kéo thả trực tiếp vào mask luôn. Rồi, thế thì cái Spring Magic này có tác dụng gì? Bây giờ mình sẽ tạo ra những cái xương dài như thế này, 1 2
Rồi, sau khi mình tạo xong á, mình chọn cái đây, mình làm thẳng đó. Rồi sau khi làm thẳng xong á, đúng là nó thẳng không nhỉ? Ồ. Rồi. Mình sẽ chọn cái xương thứ hai. Xương thứ hai á, mình sẽ back animation đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem. Hiện tại là không có gì cả. Mình cần chọn Z lại. Mình quên mình chưa làm animation cái đầu tiên. Thì cái đầu tiên mình sẽ làm một cái animation cơ bản như là đây. Và trái. Và trái khoảng 20 độ. 10 độ thôi cũng được, 10 độ thôi. 10 độ. Rồi. 20 qua phải. Rồi. Ở trong đây á mình sẽ để loop. Loop. Nhớ nha, cái tên này gọi là tên là out of range type nhé. Rồi. Cái biểu tượng này này. Ok, bây giờ mình sẽ nhấn cái đốt xương thứ hai và mình sẽ back nó. Vì sau khi back xong ấy, các bạn có thể thấy là mình nhấn play đây hoặc là đây ví dụ như thế này thì các bạn có thể thấy là nó tự động nó làm cho các bạn cái sợi dây này này, ví dụ như gió hoặc tóc hoặc cái gì đấy các bạn có thể thấy nó làm rất là tự động cho các bạn, nhưng mà mình chỉ giới thiệu cho các bạn cái này để các bạn coi như là sau khi các bạn thực hành xong cái bài tập của mình thôi. Bởi vì mình muốn các bạn hiểu chứ không phải là muốn các bạn coi như là dụng những cái công cụ này giống như máy móc vậy á. Cứ thấy là xài cứ là xài mà không hiểu được bản chất của nó. Đến khi mà các bạn gặp lỗi á, các bạn sẽ không sửa được cái gì cả.